Xin chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Ngọc Trần Studio. Và trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn những mẫu iPhone mới giảm giá tận 3 triệu đồng. Và chúng ta sẽ bắt đầu ngay với series mới được giảm giá sâu nhất, đó chính là những chiếc máy thuộc iPhone 11 series. Với iPhone 11 Pro Max giảm từ 18 triệu đồng còn 15 triệu đồng, iPhone 11 Pro từ 14,5 triệu chỉ còn 12 triệu đồng và iPhone 11 từ 13 triệu và bây giờ chỉ còn hơn 10 triệu. Rõ ràng là những kèo cực thơm cho các bạn. iPhone 11 series vốn được người dùng yêu thích nhờ thời gian sử dụng pin ấn tượng hơn thế hệ iPhone 12 rất nhiều, cùng với thiết kế các cạnh được làm bo giúp người dùng có thể cầm nắm máy dễ dàng hơn. Và đây cũng là series đầu tiên mang phong cách thiết kế cụm camera mới cùng với mặt lưng nhám khác biệt. Đối với những người dùng có nhu cầu chụp ảnh thiếu sáng, chụp ảnh đêm thì thế hệ này cũng đã được Apple mang lên tính năng chụp đêm, giúp chi tiết ảnh mang lại tốt hơn, camera góc siêu rộng để lấy được nhiều cảnh vật hơn và khả năng quay video thì ngon khỏi bàn rồi. Với con chip Apple A13 Bionic ở thời điểm hiện tại, mặc dù đã có hơn 2 năm tuổi nhưng mà nó vẫn thể hiện đủ tố chất để biến những chiếc iPhone 11 trở thành gaming phone, bởi nó vẫn có thể cân tốt mọi tựa game trên thị trường với setting tối đa, độ ổn định vẫn tốt mặc dù hiện tượng nóng máy là không thể tránh khỏi rồi. RAM 4GB cũng đã có mặt trên tất cả các phiên bản để cho chúng ta có thể trải nghiệm hiệu năng và đa nhiệm hoàn toàn giống nhau. Màn hình thì tất nhiên với dòng Pro, chúng ta sẽ có tấm nền OLED vô cùng chất lượng, độ phân giải và màu sắc khó có điểm chê. Trong khi bạn chỉ có một túi tiền không quá xông xênh thì có thể lựa chọn phiên bản iPhone 11 thường với tấm nền IPS và độ phân giải đủ dùng là HD+. Và đây là series mình cho là rất đáng để các bạn quan tâm ở thời điểm hiện tại. Với mức giá giảm 1 triệu hiện chỉ còn 7,3 triệu đồng là các bạn đã có thể sở hữu cho mình một chiếc iPhone XR. Tuy thiết kế màn hình và camera của iPhone XR không quá xuất sắc, nhưng bù lại cấu hình cùng dung lượng pin tốt là điểm cộng cực lớn trên sản phẩm này. Apple A12 Bionic ở thời điểm hiện nay, mặc dù không còn quá mạnh mẽ giống như lúc trước, nhưng để đáp ứng với nhu cầu sử dụng bình thường hàng ngày thì nó vẫn đáp ứng cực kỳ tốt. Tốc độ phản hồi khi bấm vào thì cực nhanh, không hề có độ delay nào xảy ra, hoặc thao tác chuyển đa nhiệm thì vẫn mượt mà và không có vấn đề gì cả, dù chỉ với 3GB RAM mà thôi. iPhone XR được trang bị tấm nền IPS LCD, độ phân giải là HD+, để cho chúng ta sử dụng cho các tác vụ cơ bản. Và dù chỉ có một camera nhưng mà xét trên góc độ của một người dùng không yêu cầu nhiều về nhiếp ảnh thì iPhone XR vẫn đáp ứng tốt. Vì chất lượng chụp ra vẫn cực kỳ ngon, chi tiết lên tốt, ngay cả khả năng xóa phông bằng phần mềm thì cũng được đánh giá khá ấn tượng vì nó xóa phông sử dụng trực tiếp từ cam chính nên độ nét, độ mịn vẫn rất là tốt. Thời lượng sử dụng trên chiếc máy này cũng gọi là ổn để cho các bạn sử dụng được một ngày với những nhu cầu cơ bản, không game. Nếu so với iPhone XS thì nó cũng trâu hơn rất là nhiều. Nhưng điểm trừ so với đa số những chiếc máy Android hiện nay đó chính là khoảng sạc nhanh, khi mà chúng ta sẽ chỉ có sạc nhanh là 15W mà thôi. Đẹp và ngon hơn XR thì chúng ta sẽ có những chiếc iPhone XS, giá thì lại ngang bằng. Với iPhone XS thì chúng ta lại có thiết kế đẹp hơn, sang trọng hơn rất nhiều khi mà so với iPhone XR. Cụm camera đặt dọc nổi bật hơn và có nét mới hơn so với những chiếc iPhone XR. Ngoài ra thì kích thước tổng thể trên XS cũng gọn gàng và nhẹ nhàng hơn khi mà so với chiếc iPhone XR kia. Khi cầm và sử dụng bằng một tay cũng dễ dàng hơn rất nhiều và thoải mái. XS có màn hình nhỏ nhắn 5,8 inch với tấm nền OLED, độ phân giải Full HD+, và chỉ với phần thông số này thôi thì nó cũng đã vượt trội hơn so với chiếc iPhone XR rồi. Thực tế cho thấy là màu sắc, độ chi tiết cũng như là độ trong của iPhone XS khác biệt và nổi bật hoàn toàn so với người anh em kia. Vì vậy mà khi các bạn xem phim hay chơi game trên XS thì nó sẽ ngon hơn hẳn. Với camera chính có cùng cảm biến cùng thông số, thế nên khi chụp trong cùng điều kiện thì những bức hình đến từ hai chiếc máy này gần như là không có khác biệt. Nhưng với chụp xóa phông thì XS được hỗ trợ thêm một camera tele, việc chụp những vật thể ở xa sẽ mang lại chi tiết tốt hơn và chụp xóa phông thì sẽ chuẩn xác hơn. Cấu hình của XS thì cũng tương đương với người anh em XR của nó khi chúng ta cũng sẽ có con chip Apple A12 Bionic. Và viên pin 2658 mAh cho thời lượng sử dụng không quá ấn tượng. Với những ai ít dùng thì có thể trụ được khoảng một ngày. Còn đối với những bạn mà on screen nhiều thì chắc chắn chúng ta phải sạc hai lần là điều rất bình thường. Và trên đó là top những chiếc iPhone mới giảm giá cực ngon và có những chiếc giảm tới tận 3 triệu đồng ở thời điểm hiện nay để chúng ta có thể dễ dàng mua mà không cần phải suy nghĩ. Và các bạn thấy đâu là mẫu iPhone đáng mua nhất ở thời điểm này thì hãy comment để lại ý kiến ở phía dưới phần bình luận của video này nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.